Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát triển kinh tế xã hội ở khu vực miền núi, ngày 4 tháng 1 năm 2013, tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến nay đã có bước phát triển khá toàn diện. Xác định vấn đề cốt lõi của nghị quyết 09 là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo. Huyện Quan Hóa đã nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ huyện đến các xã thị trấn thông qua việc ban hành các nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo. Trong đó, đưa ra mục tiêu giảm nghèo cụ thể cho từng năm, đồng thời giao nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị xã hội, từng đồng chí trong cấp ủy cùng cán bộ đảng viên ở địa phương có trách nhiệm giúp các xã thôn bản và các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Mục tiêu chính của giảm nghèo là tăng thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống cho người nghèo. Vì vậy, bên cạnh việc lồng ghép các chương trình dự án, huyện Quan Hóa đã ban hành nhiều đề án về phát triển kinh tế xã hội như đề án về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, đề án phát triển chăn nuôi, phát triển vùng nguyên liệu, thâm canh rừng luồng, phát triển du lịch sinh thái. Huyện cũng đã huy động vốn đầu tư xây dựng 312 công trình phát triển kết cấu hạ tầng với tổng vốn đầu tư gần 563 tỷ đồng. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo, đã phân công cho các đồng chí xuống phụ trách chỉ đạo các thôn bản để làm sao chỉ đạo cho bà con nhân dân biết được cái chủ trương của nghị quyết mà đặc biệt là về phát triển kinh tế để là giảm nghèo nhanh và bền vững. Với đặc điểm của xã là xã miền núi mà kinh tế chủ yếu là tập trung vào cây luồng. Vậy thì chúng tôi tập trung vào cây luồng thì ngoài cái chương trình dự án như là 135 rồi 30A rồi chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo của quốc gia thì là chúng tôi còn được thêm cái hỗ trợ đó là cái dự án dân sinh kinh tế vùng đệm ở khu hạt trần Quý Hiếm thì là chúng tôi cũng tập trung vô như là cải tạo rừng luồng để mà làm sao thì một số cái diện tích luồng hiện tại bây giờ chúng tôi so với các xã bạn thì diện tích của xã chúng tôi là diện tích luồng lớn nhất, nhưng mà bên cạnh đó cái số diện tích luồng đã thoái hóa thì cũng rất lớn, nên chính vì vậy mà xã chúng tôi năm nào cũng là một trong những xã mà thực hiện tốt cái cải tạo rừng luồng. Đến nay, huyện Quan Hóa đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 25,37% năm 2014 xuống còn 9%. Cùng với việc giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, đời sống nhân dân cũng dần được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, từ 14 triệu đồng năm 2016 lên 27,83 triệu đồng năm 2019. Ước thực hiện năm 2021 đạt trên 32 triệu đồng. Chúng tôi cũng nhận định rằng là đây là một cái hướng đi đúng đắn và hết sức là nhân văn của tỉnh trong cái việc ra đời của cái nghị quyết số 09 thì đã làm tác động đến cái sự chuyển biến cũng như là cái công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Trong cái thời gian qua thì phải nói rằng là cái công tác giảm nghèo của huyện thì cũng có những cái khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện thì nó cũng đã giảm rõ rệt. Cứ bình quân từ giai đoạn 2015 đến 2019 thì đã giảm bình quân là mỗi một năm trên 6,25% cái tỷ lệ hộ nghèo của mỗi một năm. Do vậy đấy thì cũng đã giảm cho cái tỷ lệ hộ nghèo của huyện cho đến cuối năm 2019 này xuống còn trên 9%. Đấy là cũng đã đánh giá được một cái sự tác động tích cực của cái nghị quyết này đối với công tác giảm nghèo. Về đời sống của bà con dân thì trong cái thời gian qua thì phải nói là được nâng lên rõ rệt và cũng có những cái phát triển về kinh tế nó bền vững hơn. Cùng nằm trong khu vực miền núi cao của tỉnh, Quan Sơn là huyện nghèo theo nghị quyết 30A. Toàn huyện có 55% thôn bản, 11 trên 13 xã thị trấn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Có gần 60% hộ nghèo và cận nghèo, trong đó có khoảng 7% dân số sống dưới mức nghèo khổ. Trong chính sách giảm nghèo bền vững, huyện đề ra nhiều giải pháp chiến lược, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, gắn với phát triển kinh tế rừng, phát triển mô hình chăn nuôi gia súc, xây dựng vùng trồng cây dược liệu tại Vũng Cọp, xã Sơn Thủy. Nếu như năm 2014, Quan Sơn có khoảng 5.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 51%, thì đến năm 2020 giảm còn 2.000 hộ, chiếm tỷ lệ 10,73%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,3 triệu đồng một năm.
Trong những năm qua, nghị quyết số 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020 đã tạo sự đồng thuận, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các tổ chức và nhân dân cùng thực hiện công tác giảm nghèo. Cấp ủy chính quyền các địa phương và các sở ngành chức năng của tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện, đồng thời tập trung khai thác hiệu quả nguồn lực từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc. Trong đó, các giải pháp được tập trung thực hiện là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là người nghèo, hỗ trợ cho các hộ nghèo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, mô hình giảm nghèo phù hợp với từng địa phương. Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp ủy chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội cũng đã có nhiều việc làm thiết thực giúp đoàn viên, hội viên thông qua thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo, câu lạc bộ phụ nữ thoát nghèo. Qua đó đã giúp đỡ được nhiều hộ gia đình vươn lên cải thiện cuộc sống. Cùng với các giải pháp trên, nhiều chương trình, dự án, đề án tiếp tục được quan tâm đầu tư vào khu vực miền núi, đặc biệt là chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Tổng nguồn vốn huy động trực tiếp thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 là 1.124.005 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương phân bổ 945.091 triệu đồng, còn lại là ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp. Từ nguồn vốn trên đã thực hiện đầu tư xây dựng được 1.206 công trình giao thông, thủy lợi, trường học, duy tu bảo dưỡng hơn 130 công trình các loại, thực hiện các nội dung về phát triển sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo, đào tạo cán bộ, cộng đồng, thôn bản. Các cái chương trình mục tiêu, các dự án, ví dụ như chương trình 135, chương trình 30A, cũng như là các cái chương trình như là hỗ trợ cho sinh viên, cho học sinh, rồi các cái chương trình hỗ trợ cho công tác xuất khẩu lao động, vân vân, thì đã tác động tích cực để hỗ trợ và kích cầu để cho nhân dân tiếp tục nỗ lực cố gắng để vươn lên một cách thoát nghèo một cách bền vững. Chúng tôi cho rằng là cái hiệu quả của nó đem lại không chỉ là thay đổi về cái cơ sở hạ tầng, thay đổi làm khang trang hơn về cái diện mạo, về điện, đường, trường, trạm, mà nó còn tác động trực tiếp tới cái ý thức của bà con nhân dân, để bà con nhân dân không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại mà tự giác để vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Hiện nay ở các huyện miền núi Thanh Hóa, tốc độ giảm nghèo cao hơn 1,7 lần bình quân chung toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2019 đạt 8,7%. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 37,36% năm 2016 xuống còn 7,8% năm 2019. Có 5% số xã và 65% thôn bản thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Đặc biệt năm 2018, Như Xuân là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh thoát khỏi huyện nghèo và đến năm 2021, huyện đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%. Huyện Như Xuân xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội để thực hiện thành công các mục tiêu giảm nghèo. Chương trình hỗ trợ về phát triển sản xuất của trung ương, của tỉnh cũng như những cái kinh nghiệm trong cái sự lãnh đạo chỉ đạo để huyện Như Xuân thoát nghèo. Cái thứ hai nữa đó là cái phát triển cái kinh tế hộ gia đình, phát triển các loại cây con có giá trị kinh tế cao, tập trung đó là phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Ngoài cái việc mà tập trung lãnh đạo chỉ đạo thì ở huyện có những cái giải pháp để thu hút cái nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, kể cả cơ sở vật chất, về kinh phí, về cái khoa học kỹ thuật để Như Xuân đạt được cái mục tiêu. Kết quả trong công tác giảm nghèo thời gian qua khẳng định nghị quyết 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ra đời đã hòa quyện giữa ý đảng với lòng dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cán bộ đảng viên, đồng bào các dân tộc miền núi Thanh Hóa đoàn kết, tự tin, phấn khởi thi đua xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.